Ôi sếp lại ăn mặc đẹp trai đấy mà lại ra đây rửa xe à? Ôi em ơi, anh việc gì cũng làm được. Đấy, xe anh vừa về em nhá. Anh vừa về con xe hoa tít 208 này. Đây bên đây em còn về một con nữa này. Sau đây anh đang rửa con này này. Đấy. Anh đang về một con Everest 2007 cái 208 này, máy dầu đây. Máy dầu đây này. Đó bị ngon luôn. Dòng này là dòng gọi là gầm cao máy thoáng mà giá chỉ có hơn 100 triệu này. Hơn 100 em ạ. Con này to đấy mà có hơn 100 rồi anh. Ôi giời ơi, rẻ như bèo. Rẻ hơn đất sét. Đất sét bây giờ còn đắt hơn là xe. Được chưa? 2007 cái này 8 mà hơn 100 chứ thôi. Thấy chưa? Đẹp chưa? Riêng anh nhá, việc gì anh làm được. Em ạ, việc gì anh làm được. Từ tung hoa đám cưới, khóc năm ba tung hoa đám cưới rồi thì mua xe, bán xe, dọn xe, rửa xe chưa được hết. Em ạ. Đấy, nhá anh em nào có nhu cầu mua xe alo cho em Xuân Hùng nhá.